Hello, Happy teacher day. Yeah, happy teacher's day. Thank you guys so much. Thank you guys. Ah, thank you. Thank you so much. Các bạn nào hôm nay được đi ra đến trường để mà thăm thầy cô. Chúc cô nhân ngày 20 tháng 11. Thank you so much for your wish. Thank con you chúc so cô nhân ngày 20. Con chúc cô. Thank you guys. Thank you. Con vui vẻ. Ôi hồi nãy. Ngày 20 tháng 11. Ngày 20 tháng 11. Con chúc cô rồi. Con chúc Thank you, everybody. Thank you, guys. Did you guys visit your teachers at school? Did anybody here visit the teacher at school? Hello, everyone. Thank you so much. Hello, teacher. Yeah, I can see, right? Hello teacher. Hello teacher. Thank you guys. Thank you for your wishes. Thank you so much. Cảm ơn mọi người đã giúp cô nha. Thank you everybody. Did you guys visit your teachers? Các bạn nào được đến thăm thầy cô ở trường không? Yeah. Yeah, you can, right? Because of the COVID-19, right? Did you? I can. I just visit. You allow students to go to school. Hồi ra thì có một vài tỉnh là đã được đi học lại, đúng như Hoàng Giang là được đi học nè. Cô nhớ là Bắc Ninh, các bạn ở Bắc Ninh cũng được đi học lại nè. Đa phần là các bạn ở miền Nam, in the South. They cannot go to school. Thank you, Han, so much. Thank you, Nam. Thank you, E, so much. Yeah, actually, some of you, a lot of students live in the South, right? You haven't known your teacher in real life. Thank you guys so much. Cảm ơn mọi người nha. Thank you everybody. Okay, thank you guys so much. I'm very delightful for your wishes. Thank you guys. Cô cảm ơn mọi người đã chúc cô nha. Thank you everyone. I'm very happy today. Thank you guys so much. Okay, so I think we should start our lesson today, okay? Before that, cô đã thấy là some of you guys have sent me the homework in the group here. Well done, everyone. Cô thấy là có một số bạn đã gửi bài cho cô rồi nè. Good job, everyone. Well done. Như vậy là hôm nay là cô sẽ không chưa chấm đâu. Cô thấy là vẫn còn nhiều bạn vẫn chưa gửi, đúng không? Nếu mà bạn nào vẫn chưa gửi bài cho cô thì các bạn có thể gửi cho cô thêm ngày mai nữa nha. Cô sẽ để các bạn gửi bài cho cô thêm một ngày mai nữa. Thì các bạn cứ gửi lên và cô sẽ chấm. Hôm nay thì cô sẽ chưa chấm đâu. Ngày mai cô sẽ ngồi và chấm hết tất cả các bài. Ví dụ như Mai Trang là nộp bài rất là sớm nè. Cô nhìn thấy bài của Mai Trang rồi nhưng mà cô chưa có chấm. Cô đợi đến gần cuối cô sẽ chấm bài của các bạn luôn. Thì ở đây cô cho các bạn xem thử bài của Khuê nè. Minh Khuê, are you here today? Are you here today, Khuê? Minh Khuê làm bài rất là tốt nè. Good job. Ở đây là bài của bạn Minh Khuê rất là tốt nè. This one. Đây. I'm talking my She talk about her clothes. Yeah. Đã, bạn bạn giống như cô nói là bạn cố gắng mặc lên trên người rất là nhiều quần áo khác nhau đó, bạn xách túi, bạn mang nón rồi bạn đeo mắt kiếng nè. Đó, bạn dùng rất là nhiều trang phục khác nhau để mà mình nói được nhiều hơn. Well done, Khuê, good job. Ở đây thì cô sẽ chưa chấm bài của Khuê đâu, cô sẽ chấm kỹ hơn cho từng bạn, cô sẽ nhận xét kỹ cho từng bạn sau nha. Thì kiểu con muốn cô nhận xét bài của mình, muốn được chấm bài thì các bạn cứ gửi vào trong đây giống như hồi xưa giờ đó. Hồi xưa giờ là mình cứ hay gửi bài tập vào đây nè. Đó, tụi con cứ tiếp tục gửi bài vào đây cho cô là được. Ok. Mà các bạn nhớ là mình hashtag thêm cái chữ Miss Thư cho cô để cô kiếm bài cho nó dễ.
À, đây, các bạn cho cô thêm cái này nè, hashtag Mr. vào như vậy nè. Đó, để khi mà cô kiếm bài thì nó sẽ dễ xuất hiện hơn. Thì cô sẽ không có bị sót bài của các bạn. Tại vì nếu mà mình hồi xưa các bạn nộp bài nhiều á thì cô đôi khi hay bị sót bài. À, ở đây là các bạn chỉ cần thêm cái này vào thì mình sẽ không bị sót bài nữa. Ok guys, cô vẫn đợi bài của các bạn đến ngày mai nha. Đến ngày mai bạn nào nộp bài cho cô thì các bạn cứ nộp nha. Ok. Ừ, bây giờ mình xem thử bài của Khuê nè. Đây là cái bài cô kêu các bạn làm miêu tả cái đồ mà tụi con đang bận trên người á. White shoes and I'm wearing a blue skirt. I'm wearing a white and pink hat. I'm wearing a pair of black and Khuê. À, Khuê còn dùng cho cô là a pair of. Khuê dùng cho cô cấu trúc a pair of nè. Đó, bạn cố gắng dùng rất là nhiều cấu trúc câu khác nhau. Well done. I'm wearing a pair of glasses. Good job. Finish. Oh, I'm holding a red, orange, yellow handbag. Well done. Ở đây là Khuê rất là giỏi nè. Khuê thậm chí là biết đổi từ cho cô. Ví dụ thường thì mình hay nói là wearing luôn đúng không? Nhưng mà thực tế khi mà tụi con cầm cái túi thì tụi con sẽ không cần phải nói wearing. Tụi mình nên dùng một cái từ khác. À, thường thì các bạn sẽ dùng luôn wearing a handbag thì nó sẽ nghe không hay đúng không? Không thể nào mà mình đang mặc một cái túi được. Thì tụi con có thể dùng cái từ giống như Khuê nói là holding nè. Holding nghĩa là con đang cầm cái gì đó. Hoặc là con nói là carrying. Đó, là con giống như là con mang theo cái gì đó. Thì con mang theo cái túi xách tay. Thì mình có thể dùng cho cô là I'm carrying a handbag. Hoặc là giống như Khuê nói rất là tốt nè, I'm holding a handbag. Ở đây là Khuê không dùng wearing cho cô nè. Well done, good job Khuê. Good job for your homework. Thì cái bài này cô sẽ về chấm kỹ rồi cô sẽ nhận xét cho từng bạn nha. Các bạn cứ nộp bài từ đây đến ngày mai cho cô. Ngày mai cô sẽ dành thời gian cô chấm hết tất cả bài của mọi người. Nên là mọi người đừng có lo nha. Ví dụ như Mai Trang nộp bài rất là sớm nè, nhưng mà cô sẽ chấm bài cho Mai Trang, nên là Mai Trang đừng có lo nếu mà con chưa thấy cô nhận xét bài nha. Bởi vì cô chưa có chấm bài cho mọi người. Cô đợi mọi người nộp hết luôn rồi cô sẽ chấm một lúc. Ok, good job everyone. Good job for the homework. I hope that I can see more homework in the group. Ok, so today we're going to get back to the unit 5. Hôm nay thì mình sẽ học thêm một phần nhỏ nữa. Một phần nhỏ nữa của unit. This is also the homework guys. Cái này cũng là homework của mọi người nè. Thì cái này hôm nay mình sẽ không có sửa. Cô sẽ để dành qua hôm sau rồi cô sẽ hỏi các bạn sau. Các bạn về nhà. Đây là một tuần vừa rồi cô cho các bạn cũng khá là nhiều bài đúng không? Cô nhớ là cô cho 3 bài. Đây là bài thứ 3 nè, là bài vừa rồi nè. Đó, you answer the 6 questions for me. Mỗi câu các bạn cứ trả lời đơn giản cho cô thôi. Ví dụ cô thấy bài của Phương nè, Minh Phương. Đúng rồi, bạn có nói là what do you like to do when it's cold? Bạn nói là I like to sleep when it's cold. Đó, chỉ cần đơn giản như vậy thôi là được rồi. Tụi con chỉ cần trả lời mỗi câu hỏi một câu cho cô là được. Đó, mình trả lời đúng cái trọng tâm câu hỏi cho cô là ok. Thì các con cứ quay cho cô cái video. Mình trả lời 6 cái câu hỏi này rồi các bạn cứ đăng lên group. Như các bạn nhớ là từ đây tới ngày mai nha. Ok, hôm nay tới ngày mai thì các bạn nào có thời gian các bạn làm bài tập cho cô. Rồi các bạn đăng lên thì cô sẽ sửa bài cho mọi người. Đó, những cái câu hỏi này cũng rất là đơn giản thôi. Tụi con cứ tìm cách thử xem là mình trả lời như thế nào. Sau đấy thì cô sẽ sửa kỹ cho từng bạn luôn. Ok. Now, we're moving on to the lesson today. Trước khi mà mình học bài mới thì hôm nay cô sẽ có một phần nhỏ nữa của cái bài cũ mà mình phải học xong. Ok, các bạn còn nhớ bài lần trước mình học không? How is the weather today hay là yesterday gì đó mọi người còn nhớ không? Thì bây giờ ở đây bài này là người ta sẽ kêu mình là làm gì? Các bạn điền cho cô những cái to be, những cái động từ to be, động từ be, be verb. Wait, let me change the color. Be verb cho cô. Be verb ở đây thì bao gồm cả quá khứ, lẫn tương lẫn hiện tại của ví dụ những cái này. Thì mình có những cái này đúng không? Here. Thì các bạn điền cho cô thử nè. You fill in here, okay? Use these be verb for me, okay? Use this verb, be verb for me. Because this one is very short, so I only invite one friend, okay? I only invite one friend to do this one for me. You guys can write your answer in the chat box. Các bạn có thể viết đáp án của mình vào chat box để trao đổi với các bạn ở trong lớp của mình, okay? Now, one friend who volunteered to do this one for me, please. Who volunteered? Who want to do this one? You just need to fill in am, is, are, was, were for me, okay? Who want to volunteer?
Ah, a lot of you guys raise your hand. Let's see. Let me see who will I invite. Wait me. Các bạn đợi cô. Who should I invite? Ah, okay. Tú Phương, please. Can you help me with this one? You read the whole sentence, okay? Help me read the whole sentence. Mm-hmm. Phương đọc cho cô cả câu luôn, kèm đáp án của con vào cái câu đấy luôn, okay? Yesterday has great we what we ở đây là we ở đây là chú trọng vào cái chữ yesterday này đó. Yesterday là hôm nào Phương? Yesterday là hôm qua. Hôm qua là quá khứ hay là hiện tại Phương? Quá khứ hay hiện tại? In the past or at the present? Đúng rồi, quá khứ thì mình sẽ có những cái này là dùng cho quá khứ nè, những cái này là dùng cho hiện tại nè. Như vậy bây giờ Phương chọn cái nào đâu? What is the answer? Yesterday has great were which one? A or B? Which one? A? B. Yes, good job Phương. Were, exactly. Bởi vì đây là mình có chữ we. Đối với we thì mình sẽ phải dùng cho cô là were. Exactly, good job, well done. What about B? Phương nhớ là mình để ý theo cho cô. Mình để ý cho cô cái ngữ cảnh của mình đang ở lúc nào, quá khứ hay là hiện tại, để mà mình dùng cho nó đúng. Okay, so what about B? Các bạn này mới hỏi là hôm qua rất là tuyệt vời, chúng tôi đã ở đâu? At the beach là ở đâu Phương? At the beach. Con thưa cô là ở biển ạ. Đúng rồi, chúng tôi đã ở biển all day, cả ngày luôn. Chúng tôi đã ở biển cả ngày luôn. Như vậy bạn Bi nghe xong thì bạn Bi sẽ hỏi như thế nào Phương? Bạn Bi hỏi gì? What did Bi ask? What did Bi ask? Ở đây là mình sẽ điền gì? Am, is, are, was, or were. Which one, Phương? Which one do you fill in the blank? Which one? How? How gì? Hôm trước là mình có học rồi nè. Today thì mình sẽ điền là gì? Và yesterday thì mình sẽ điền là gì? Như vậy theo Phương, ở đây là người ta đang hỏi cái nào? How gì? How is the weather? Okay. Okay, wait. Wow, you guys choose E. Okay, were. Some of you choose were. Were for number two. I think it's were for A, right? Okay, you guys choose two E's a lot, right? Let's see the answer. Mm-hmm. Was. Are you guys surprised? Are you guys surprised? This is not E's, right? It's not E's. Do you guys know why? You guys know why it's not ease? A lot of you guys choose ease, right? I don't think any of you choose was. Cô không thấy có một bạn nào ở đây là dùng cái was này. Đa phần các bạn dùng cho cô là ease. Đây cô giải thích cho mọi người nghe tại sao nè. Hôm qua, ví dụ cô là bạn A nha. Hôm qua rất là tuyệt vời. Hôm qua đã rất là tuyệt vời. Chúng tôi đã ở bãi biển cả ngày luôn. Xong rồi các bạn B hỏi, hôm nay thời tiết như thế nào? Con thấy nó hơi không liên quan không? Tự nhiên các bạn A đang nói về cái thời, đang nói về hôm qua cực kỳ tuyệt vời, hôm qua là ở biển chơi cả ngày luôn. Rồi các bạn B vô hỏi là hôm nay thời tiết như thế nào? Nếu mà con dùng is á, nếu mà tụi con dùng is, how is the weather đó, thì có nghĩa là gì? Hôm nay thời tiết như thế nào? Tại vì mình đang dùng hiện tại mà, đúng không? Thì ý của bạn, nếu mà con dùng is thì ý của con là gì? Bây giờ thời tiết ra sao? Bây giờ thời tiết như thế nào? Thì con thấy nó không có liên kết với các bạn A, đúng không? Tự nhiên bạn A đang kể về chuyện hôm qua bạn ở biển chơi cả ngày. Các bạn B vô hỏi là thời tiết bây giờ như thế nào? Thời tiết hôm nay như thế nào? Như vậy là đâu có đúng đâu, đúng không? Cho nên ở đây mình phải điền cho cô là quá khứ. Ý của bạn B là gì? Thì ra là bạn ở bãi biển cả ngày hả? Như vậy thì thời tiết hôm qua như thế nào? How was the weather? Thời tiết vào lúc đấy như thế nào? Đó lý do vì sao trước khi mà Phương làm á, cô có nói là tụi con để ý cho cô cái gì? Cái ngữ cảnh, cái hoàn cảnh, cái tình huống của mình lúc đấy là gì? Chứ không phải là mình thấy là how, weather, không có yesterday, cái mình chọn cho cô là is. Mình thấy không có chữ yesterday, cái mình chọn cho cô là is là không đúng. Ở đây là cái tình cảnh, nó cái tình huống á, nó đã nói cho mình là yesterday ở trên rồi nè. Hôm qua là một ngày rất tuyệt vời. Yesterday was great. Chúng
tôi đã ở bãi biển cả ngày luôn. À, như vậy là bạn đang kể chuyện hồi hôm qua của bạn là bạn đi biển chơi cả ngày nè. Thì bạn Bi này mới hỏi, à, vậy hả? À, how was the weather? Như vậy thì thời tiết lúc đấy như thế nào vậy? À, đúng không? Cho nên là tụi con đâu có thể nói là how is. Nếu mà how is có nghĩa là bạn Bi nói gì. Còn bây giờ thời tiết như thế nào? Thì tụi con thấy là nó không có liên quan với nhau, đúng không? À, đó là lý do vì sao cô kêu các bạn là để ý cho cô cái tình huống. Nó là một cái câu, một cái cuộc trò chuyện, một cái cuộc hội thoại. Cho nên là mình phải để ý cho cô cái tình huống. Ok. Now, Dũng, please help me with the others. Help me with the others, please. In the first place. It what? It's West warm. Wow, good job. Yeah, warm. Bởi vì bạn đi hỏi về thời tiết. Yes, đúng rồi. Hôm nay bạn mới hỏi tiếp. How's the weather today? What about B, Dũng? Tell me about B too. It is what? Rainy and Yes, it is. We can't. It is là đúng rồi đó. Exactly. We can't go to the beach today. Okay, Dũng. Good job. Well done. You have all correct answers. Good job. Đó thì các bạn thấy là trả lời tiếp tục này. Mình trả lời tiếp tục đúng không? Là mình có gì? À, it was thì bạn Bi mới hỏi thời tiết hôm qua như thế nào? How was the weather? Như thay vì bạn phải nói thêm một cái yesterday nữa thì mọi người đang trong cái tình huống thì bạn hỏi như vậy là bạn A đã hiểu là gì, là bạn muốn hỏi về hôm qua rồi đúng không? Cho nên là bạn A mới trả lời là gì? It was warm. Hôm qua thời tiết nó rất là ấm. It was warm. Rồi bạn A mới hỏi bạn B là how is the weather today? Mình có today thì đương nhiên mình sẽ dùng is cho cô. Thì bạn B mới trả lời bình thường. À, hôm nay thì trời mưa và mát. Cool ở đây có nghĩa là mát. Tụi con có cái chữ cold. Mọi người coi chừng bị nhầm giữa hai chữ này với cô này. Cold là lạnh. Cool. Thì cái này nó sẽ khác. Nó sẽ là cool. Là trời kiểu mát mát thôi, mát mát thôi, có gió mát mát trên người á, chứ mình không có lạnh. Mình thấy là trời mát thì mình gặp cho cô là cool. It is rainy and cool. We can't go to the beach today. Các bạn còn nhớ cái cách phân biệt cô có nói là can với lại can't. Thì cái chữ ngoài cái âm ở đuôi á thì tụi con phân biệt cho cô bằng cái cách lên giọng á. Cái chữ này thì mình xuống giọng nè. Ví dụ chúng tôi có thể đi đến bãi biển ngày hôm nay, cô ví dụ nha. We can't go to the beach today. We can't go to the beach today. Đó. Còn chúng tôi không thể thì mình cái gì không thể mà nó phủ định á, tụi con lên giọng xíu. We can't go to the beach today. Đó, ví dụ mình nhấn mạnh cái việc là mình không thể làm được cái đó. À, cho nên các bạn lên giọng cho cô cái chỗ đó. We can't go to the beach today. Okay, well done everyone. Thì có các bạn dễ bị mắc lừa khúc này đúng không? Đó là lý do vì sao các bạn nhớ cho cô trong cuộc hội thoại mình phải để ý cho cô cái tình huống. À, nó đang diễn ra, nó đang nói về quá khứ nè, đang nói về ngày hôm qua nè. Thì câu hỏi của mình ở đây chắc chắn sẽ phải là nói về yesterday rồi. Okay guys, well done everyone, well done, good job. Now for this one, actually you guys, maybe there are more differences in here. So I want you guys to look at the two pictures and then find the differences for me. Okay, each of you will give me one difference. Okay, now let's start with Hoàng Giang, please. What is the difference in the two pictures? Describe the differences. Hoàng Giang thử nói cho cô nghe một cái điểm khác biệt giữa hai bức hình. In the picture one. Yeah, you call picture one and two, okay? One and two. Mm-hmm. In the picture one, it's look like it's in summer, mm-hmm. But in the picture two, it's look like it's in winter. Yeah, okay, good job. Well done, good job. Well done, yeah. So Zhang said in picture one, it looks like it is summer, right? But in picture two, it is definitely winter because you can see the snow. Maybe it can be fall too, right? Because you can see some yellow leaves right here. But yes, good job. Well done, Zhang. What else? Còn điều gì khác biệt nữa? Ví dụ, mọi người để ý cho cô về cái hành động nè, về cái quần áo nè, bởi vì mình đang học cái bài này là về thời tiết, đúng không? Cho nên là mọi người để ý cho cô về cái quần áo nè, về cái hành động chơi, những cái trò chơi gì nè. Đó, chủ yếu là cái điểm khác biệt của mình nằm ở đấy. Còn về cái thời tiết nè, là Giang đã nói rồi, về mùa, về thời tiết nè. À, thì bạn Giang cũng đã nói rồi nè, thì tụi con có thể nói thêm. Giang đã nói về mùa thì có thể các bạn sẽ dùng thêm cho cô một câu nói về thời tiết. Ví dụ, câu số 1 là thời tiết ra sao và câu số 2 là thời tiết như thế nào. Đó,
Okay, what about you? Hữu Khánh, please. Hữu Khánh. One more difference. What is the difference between the two pictures? Picture one and picture two? You can say just like Zhang said, in picture one, có cái gì đó, in picture two. Okay. In the picture one, the... Yeah, the what? Đó, bây giờ Khánh muốn miêu tả một người nào đấy không? Thì mình phải miêu tả làm sao để người ta biết được cái người mà con đang nói tới là người nào. Ha, ví dụ như con gái, con trai hay là đứng đâu, đứng kế cái gì? The woman. Uh-huh. Okay, the woman. Is. Ví dụ ở đây Khánh muốn nói là the woman là đúng nè. Ở đây thì mình chỉ cần nói the woman thôi, bởi vì ở đây chỉ có một người duy nhất là mình thấy là the woman. À, thì mình có thể nói là the woman. Ở đây là hai bức hình thì khác nhau chỗ nào Khánh? What is the difference? The difference is about the clothes, right? The clothes. Uh-huh. So yeah. What is she wearing? What is she wearing in picture one? What is she wearing? She's wearing the dress. Yeah, she's wearing a yellow one. Yellow dress. Yeah, but what about but nhưng mà what? But in picture two? In the picture two, the woman is wearing what? Cái đồ này nó khác biệt hoàn toàn, một bên là bận váy này cho mùa hè đúng không? Một bên là bận toàn đồ lạnh thôi thì Khánh cứ để cho cô. The sweater, what else? The sweater. Scarf. A scarf. What else? A scarf. And trousers. Pants. Pants. Yeah, of course. Pants or trousers. They are the same. Good job. What about this one on her head? What about this one on her head? Snow hat. It's a hat. You can say a hat. It's okay. Uh-huh. You can say it a hat. What about on her hands? What's that on her hands? It's a coffee. Coffee. No, on her hands. What is she wearing on her hands? On her hand. Yeah. The gloves. Yeah, the gloves. Good job. Yeah, you can talk about those. Well done, Khánh. Đúng rồi. Thì ở đây chủ yếu là con thấy là nó khác biệt về cái quần áo, giống như là một bên quần áo mùa hè, một bên là quần áo. Ví dụ đôi giày này nó không có gì khác biệt nhiều, mình không cần phải nói tới. Chủ yếu ở đây là cái cô này một bên là bận đồ mùa hè, một bên bận đồ mùa đông. Thì mình sẽ nói cho cô nghe những cái điểm khác biệt chủ yếu của mùa đông. Ví dụ như là áo khoác nè, khăn choàng nè, găng tay nè, cái nón nè. Đó, thì những cái đấy là mình có thể nói về cái đấy cho cô. Đó, còn ví dụ đôi giày thì tụi con thấy nó không có gì khác biệt nhiều, mình không cần phải nói tới cái này. Ok, well done. What else? Okay, Quốc Trung, please. Can you tell me about the difference between the pictures? The different picture is... You can say like this. In picture one, như thế nào đó. But in picture two, như thế nào đó. Có thể dùng cái cấu trúc đó. Trong bức hình đầu tiên, bức hình số 1 thì có cái gì, có cái gì, có cái gì. Bức hình thứ hai thì sao, thì sao, thì sao. Đó. Okay, in picture one. Bây giờ Trung muốn nói về điểm khác biệt nào nè. Mình chọn cho cô một điểm khác biệt nè, rồi cô sẽ chỉ Trung nói nè. Dạ là which one? Tính. Yes. Cô muốn nói về cái nào? Ok, có nghĩa là ở đây Trung muốn nói về cái action nè. Ở đây chính là Trung đang muốn nói về cái hành động của các bạn nữ chơi với nhau đúng không? Một cái thì chơi cái gì Trung? In picture one, the girls. Ở đây thì mình phân biệt cho cô chủ ngữ ở đây để mình dùng hợp lý nhất chính là gì? Những cô gái đúng không? Thì mình dùng cho cô là the girls are. Đang chơi gì Trung? In picture one, the girls are. Chơi cái gì? The girls are playing football. Yes, the girls are playing. Đang chơi. Thì con sẽ dùng cho cô là playing football. Good job. But, nhưng mà sao? Nhưng mà, but in picture 2, cô biết tắt nha. But in picture 2, the girls đang làm gì đúng không? Đang. Do you know người tuyết in English? Người tuyết trong tiếng Anh là gì Trung biết không? Yeah, snowman. Rồi bây giờ cô hỏi Trung luôn nè. Bây giờ con dựng lên cái người tuyết như vậy là con biết cái cụm, nguyên một cái cụm đó là gì không? Nó giống bài hát ở trong phim Elsa vậy đó. Biết Trung biết cái câu đấy không? Do you wanna what?
Do you know that song? Do. Elsa? Do you wanna what? Mình muốn dẫn người tiến lên thì mình có cái cụm này. In a song. Yeah, yeah, good job everyone. Good job Tony, yeah. Okay, như vậy mình sẽ có cụm là build a snowman. Có nghĩa là con làm nên một cái người tuyết á. Thì con sẽ dùng cho cô là build a snowman. Thì ở đây là đang làm cái người tuyết đó. Thì mình phải dùng cho cô là building a snowman. Okay, well done. Nào, Trung nói lại cho cô nghe đi. One more time. Bây giờ Trung nói lại cho cô nghe đầy đủ rồi. Picture 1, ở trong bức hình 1 thì có cái gì? Ở trong bức hình 2 thì có gì nè? In picture 1. In picture 1, the girl are playing soccer. Mm-hmm. But đúng rồi. In picture 2, mm-hmm. the girl are building a snowman. Good job, well done, excellent, Trung, good job. Trung nói đúng rồi đó, đúng rồi, các bạn cứ theo cái mẫu câu như vậy cho cô đó. Bức hình 1 thì ví dụ thôi, mình nói về con người thì mình sẽ dùng chủ ngữ cho cô sao cho hợp lý. Ví dụ hồi nãy là Khánh dùng là woman, đúng không? À, hoặc là mình dùng là the girls nè. Thì con nhìn vào đây con thì thấy là có hai cô gái, thì chỉ có hai cô gái ở đây là mình đã biết chắc rồi, đúng không? Woman thì cũng chỉ có một người phụ nữ ngồi đây thôi, thì mình sẽ chỉ cần nói về woman là người ta sẽ biết ngay đó. Thì các bạn cũng áp dụng cho cô giống như vậy. Ok, nào cô sẽ mời thêm một vài bạn nữa nha. Ok, Hương Giang, please can you help me with another difference between the two pictures? Hương Giang cứ áp dụng cho cô cái cấu trúc câu giống như vậy vậy đó. Ví dụ con nói là có cái gì trong bức hình 1, hay là có cái gì, hoặc là mọi người ở đây là chủ ngữ của mình là gì nè, đang làm gì. Còn bức picture 2 thì lại đang làm gì. Giống như là hồi nãy John làm, nói Trung làm đó. Bây giờ Giang thử nè. In picture 1, what happened in picture 1? In picture 1, this boy are playing. In picture 1, the những cậu bé, đúng không? Đang muốn nói về cậu bé đang chơi gì, đúng không? Yes, yes, có phải cha Giang đang muốn nói về cậu bé, những cậu bé đang chơi cái gì, đúng không? Đang mặc cái gì? Đang mặc cái gì, đúng rồi, ok. Nếu mà cậu muốn nói mặc cái gì thì ở đây các bạn bận đồ khá là giống nhau. Cho nên là mình không cần tách các bạn ra, đúng không? Mình có thể nói chung cho cô. Thì ở đây mình có thể nói là in picture 1, the boys are wearing the boys are wearing what? Picture 1 nè, đang nói lại cho cô nghe. Picture 1 thì cả hai cậu bé này bận đồ khá là giống nhau, cho nên con không cần phải tách ra cho nó quá dài dòng. Giang có thể nói chung. In picture 1, the boys are wearing gì nè Giang? Áo thun nè, áo thun thì sẽ là gì? Mình nói chung chung lại, áo thun thì sẽ là gì? Wearing? Skirt. Skirt? I don't think skirt. T what? The boys are wearing t-shirts. Và mình dùng số nhiều bởi vì ở đây mình có hai cậu bé, đúng không? The boys are wearing t-shirts and quần đùi nè, đó. Mình chỉ cần nói về hai cái đặc điểm này cho cô thôi. Quần đùi là gì? Đang quần đùi. Đang nhớ không? Bữa giờ mình học quá trời luôn đó. Quần đùi. Quần đùi thì mình sẽ có chữ là shorts. Again, shorts. Như vậy em đang nói lại cho cô nghe là in picture 1 the boys are wearing t-shirts and shorts. Again. The picture 1 is the boys are wearing t-shirts and shorts. But nhưng mà picture 2. Picture 2, but in picture 2 là ở đây con thấy là từ áo thun nè. Mấy bạn bận thành áo tay dài, áo thun tay dài và bận quần dài, thì mình chỉ cần cái đặc điểm này là nó khác biệt nhiều nhất nè, và cả hai bạn cùng thay đổi cái đặc điểm này luôn, cho nên mình chỉ cần nói về hai cái đấy là được đó. Thì bây giờ Giang nói cho cô nghe thử nè. Nhưng mà trong bức hình 2, các cậu bé đang bận áo tay dài và quần dài, thì con nói như thế nào? Áo tay dài, áo thun tay dài, mình có từ gì Giang nhớ không? Như vậy là Giang chưa có học bài này, đúng không? Giang chưa có về ôm lại bài, đúng không? Mình sẽ có từ gì? What word here? What word?
Sweater, sweater. Sweater. Đúng rồi, là áo tay dài này. Còn quần dài là gì ra nhớ không? Quần dài, quần dài. Quần dài mình có thể dùng từ nào? Hồi nãy là bạn Trung có dùng này. Bạn Trung miêu tả cái người phụ nữ bự quần dài. Bạn Trung có nói cái từ đấy này. Đang nhớ không? You can say pants. Pants hoặc là trousers đó. Thì đây có thể nói cho cô lại nè. But in picture 2, they are wearing sweaters and trousers. Again. But in picture 2, the boys are wearing sweaters. Sweater and trousers. Okay, good job, Giang. Well done. Okay. Như vậy ở đây là các bạn phải nhớ được những cái từ chỉ quần áo thì mình sẽ làm nó dễ hơn nhiều, đúng không? Đó, các bạn phải nhớ được nhiều từ chỉ quần áo thì khi mình miêu tả nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Okay. Good job. Well done. Ngoài ra thì cô sẽ nói thêm, cái này là cô sẽ nói thêm một cái nữa nè. Cô sẽ nói thêm một cái nữa rồi cô sẽ cho tụi mình sẽ học qua bài mới một xíu để mình còn có thời gian mình làm một cái quiz. Okay. Để cô có thời gian cho các bạn chơi quiz nha. Okay. So let's talk about this one. Hồi nãy cô có nói về ngoài quần áo thì con có thể nói về action, hành động, đúng không? So in picture 1, what are the boys playing? And in picture 2, what are they doing? Okay, now tell me. I want one friend to tell me, okay? Let's see who can help me. Okay, Hip, can you help me? Yes. Yeah. In picture 1, what are the boys doing? In picture 1, the boy is playing basketball. There are two boys, right? So you cannot use is, because there are two boys. The boys are playing basketball. You sure basketball? Are you sure basketball? I don't think it's basketball. Basketball is the sport with the big and orange ball. What about this one? You don't say basketball. It is base. You know this one? Baseball. Yes, baseball. Good job. Baseball. They are playing baseball. But what about picture 2? What are they doing in picture 2? They are playing snow fights. Snowflake. Oh, let me show you. Snowflake. Snowflake thì nó sẽ nói về những cái hoa tuyết. Mấy cái hoa tuyết mà nó rơi từ trên trời xuống á Hiệp, thì con gọi cái đấy là snowflake. Còn cái này mà mình muốn nói là giống như là bây giờ Hiệp tưởng tượng đi, một quả banh mình làm ra từ tuyết thì mình gọi là snow gì. Giống như một quả banh mình nặng thành cái quả tròn tròn á, người ta gọi giống như quả banh gì đó, banh tuyết gì đó. Thì con có snow gì, theo Hiệp thì mình sẽ thành snow gì. Snow gì để tưởng tượng giống như quả banh gì đó, banh tuyết gì đó. Mình quăng được cái banh tuyết đó. Thì theo Hiệp là người ta sẽ ghép lại thành chữ gì? Snow gì? Snow what? Snowballs, okay? Snowballs. Người ta sẽ gọi mấy cái đấy giống như là quả banh tuyết gì đó. Thì con sẽ dùng cái cụm chữ snowballs. Yeah. Như vậy ở đây hành động là quăng nè, quăng banh tuyết nè. Quăng là gì? Hiệp biết không? Cái hành động của mình mà mình quăng cái gì đó, mình thảy cái gì đó đi. Mình có cái hành động nè. Cái từ ở đây thì mình sẽ không có dùng chữ play. Play thì nó cũng sẽ nghe không có hợp lý lắm. Mình sẽ đổi cho cô thành cái chữ là quăng những cái bóng tuyết. Quăng những cái quả bóng tuyết thì mình sẽ đổi cho cô thành throw. Do you know this word? Hiệp biết từ này không? Throw? Yes. Đúng rồi. Thì ở đây đang thảy, đang chơi cái đó, đang thảy cái banh tuyết đó. Thì Hiệp sẽ nói là gì? The boys are. Or gì Hiệp? The boys are. Throw gì? Throw phải thêm gì vào để thể hiện là đang throw snowballs. But you have to say throwing, right? Throwing snowballs. Yes, good job. Hiệp, one more time. Bây giờ Hiệp thử nói cho cô từ đầu đến cuối nè. Trong picture 1 là đang làm gì? Picture 2 đang làm gì nè? Again. Hiệp thử nói lại cho cô là in picture 1. Làm mấy bạn. Yeah, you can say in English. In picture 1, the boys. In picture 1, the boys are. Hai bạn đang làm gì? The boys are. Oh, I think there's a problem with my internet, right? Ở bên cô Hiệp đang bị đứng, cho nên là nó hơi bị lắc một xíu. Rất là nhiều bạn
rất là nhiều bạn ở đây nói đúng nè, snowball nè, các bạn dùng. Yes, I know that Hiệp is your younger brother. Mm, this is her his first day, right? Can you guys hear me? I cannot hear Hiệp clearly. I cannot hear Hiệp clearly. Ở bên cô, bên Hiệp đang bị đứng. À, các bạn có nghe thấy Hiệp không? Các bạn có nghe thấy cô? Can you guys hear me? I think there's a problem with the internet. Mammy, I don't know, mine or Hiệp's internet. Okay, so let me set this one more time, okay? In picture one, the boys are playing baseball, but in picture two, the boys are throwing snowballs. Đó, đây là cái cách tụi con nói đó. À, picture one, mọi người, hai bạn nam đang chơi cái gì? Chơi bóng chày. Nhưng mà, but in picture two, the boys are throwing. Hành động ở đây thì mình không dùng chữ playing nữa, mình dùng cho câu là throw, là ném. They are throwing snowballs, đang chơi ném bóng tuyết. À, thì các bạn có thể nói như vậy. Cứ dùng những cái cấu trúc câu như vậy để mình nói. Okay, well done everyone. Now let's move to the new lesson, okay? So that you guys can play games. What time is it? Okay, let's play this one. Bây giờ cô dạy cái này rất là lẹ thôi. Các bạn nghe một cái là các bạn biết làm liền luôn. Okay, take a look at this one, guys. So, today we're gonna learn about the five senses. Five senses, you guys know? Những cái giác quan, mình có bao nhiêu giác quan này? There are five senses, right? There are five senses. The first one, hearing. Ah, the second one, sight, with your eyes. Smell, with your nose. Touch, with your hands. Taste, with your tongue. So again, there are five senses. Hearing, with your ears. Taste, with your tongue. Sight, with your eyes. Smell with your nose, and finally touch with your hands. Okay. Đây là cái phần chung. Bây giờ cô đi qua từng cái một nè. First one. So for the sight, we use our eyes to see things. Yeah, you use your eyes, the two eyes, to see everything. Ah, it's called sight. Thị giác. In Vietnamese, we say thị giác, right guys? Ah, tiếng Việt mình gọi là thị giác đúng không mọi người? À, mình dùng cái mắt của mình để mà mình thấy mọi thứ xung quanh. Thì ở đây nó phải có là thị giác, sight. Uh-huh. Here, you use the eyes. Okay, you use the eyes to see everything. Mm-hmm. For example, what do you see here? What can you see here? Ha, tell me, Bảo Hà. What can you see here? What can you see here? I can see a dog. Yeah, okay, good job ha. Thì ở đây đối với những cái động từ đi kèm thì con thấy cái chữ see nè. Những cái từ này người ta hay dùng kèm với lại chữ can. Con có thể thấy cái gì bây giờ nè? Con có thể nhìn thấy cái gì? Okay. Next one. What do you see here, my Jack? What can you see here? What can you see here? I can see a balloon. Yeah, good job. Well done. You can see a balloon. Good job. Next one. Ah, what can you see here? Yes. What can you see here? What can you see here? I see he is reading. Yeah, you see a girl who is reading, right? A girl who is reading. And maybe a boy, I don't really know. Maybe a boy, right? Maybe. Yes, good job. Well done. Good job. So, you have the word see, right? Thì chắc là bài này cô muốn cho các bạn chơi game nên là chắc là cô sẽ dạy kỹ hơn từng cái chắc là qua bữa sau đi. Còn bây giờ cô sẽ thử cho các bạn chơi game xem mà các bạn nhớ. Chủ yếu các bạn cái game đấy là các bạn chỉ nhớ cho cô là cái bộ phận á, cái bộ phận nào đi kèm với từng cái giác quan và nhớ cho cô cái từ chính thôi. Còn có những cái mà cô sẽ dạy cho các bạn nhưng mà không phải hôm nay đâu, chắc là hôm sau cô mới dạy để các bạn có thời gian các bạn chơi game. Ok, bây giờ cô đi qua cái từ này cái. Ah, so you have three words here. See, look and watch. Ah, for these three verbs, you all use your eyes. Ở ba từ này thì các bạn đều dùng cho cô là gì? Đều dùng cả ba cái. Cả ba từ này nó đều dùng liên quan tới con mắt của mình đúng không? Cả ba từ này thì làm sao để tụi con phân biệt đây? À, làm sao để mình phân biệt được see, look với watch đây? Cả ba đều có nghĩa là xem, thấy, nhìn cái gì đó đúng không? Nhưng mà đúng như cái nghĩa của các bạn vừa nói á. Xem, thấy, nhìn ở tiếng Việt của mình cũng đã tự động phân ra làm ba từ khác nhau rồi đúng không? Thì đối với chữ see nó sẽ mang nghĩa là thấy. Ở đây cô hỏi là tụi con đang thấy gì trên màn hình vậy? What can you see here? Thì có phải các bạn trả lời cô là I can see a dog. Con nhìn thấy được một con chó. I can see a dog.
Có nghĩa là ở đây tụi con không chủ đích là muốn nhìn cái đấy, mà tại vì cô mở lên và cô hỏi tụi con thấy gì ở đây, tụi con nhìn thấy cái gì ở đây, cho nên các bạn mới nói là I can see a dog, có nghĩa là con nhìn thấy. Hiện tại là con đang nhìn thấy một con chó. À, có nghĩa là các bạn không có chủ đích dòm vào, mà các bạn là tình cờ cô mở lên trên slide của cô này thì các bạn nhìn thấy nó, các bạn sẽ dùng cho cô là see. Còn look có nghĩa là con có chủ đích, con nhìn cái gì đó. Ví dụ cô nói là I'm looking at the book right now. Tôi đang nhìn. I'm looking at the book right now. Ví dụ như vậy. À, ý của cô là gì? Là bây giờ là cô, là chủ đích của cô mở cái cuốn sách đó và cô nhìn vào trong cái cuốn sách đó. Hoặc là cô nói là I'm looking at you right now. Cô đang nhìn mọi người nè. Là chủ đích của cô là cô muốn nhìn các bạn, cho nên là cô mở camera, cô mở những cái khung hình của các bạn lên. Cô đang nhìn mọi người nè. Đó, I'm looking at you right now. Cô đang nhìn mọi người nè. Đó, cô đang nhìn nè. Đó, ý của cô là cô muốn nhìn mọi người, là cô cố tình cô mở lên nhiều cái khung hình để cô xem các bạn nè. Đó, thì cái câu đấy nó là như vậy. Ý đấy là cái sự khác biệt của see với look. Một cái là giống như tụi con tình cờ tụi con thấy cái gì đó, tình cờ cô mở cái slide lên xong rồi cái tụi con thấy có con chó ở đây, cô mới hỏi liền, đâu, tụi con thấy gì đây đâu, what can you see here? À, thì Hà mới nói là I can see a dog. Đó, còn cái kia là look. Look giống như là tụi con cố có chủ đích nhìn vô cái đó vậy đó. Mình kiếm cái gì, mình muốn tìm cái gì, mình muốn nhìn cái gì, mình chủ đích mình nhìn vào cái đấy thì mình dùng cho cô là look. Còn cái chữ watch này thì cô nghĩ các bạn cũng đoán ra được. Watch, ví dụ watch TV, watch movie, có nghĩa là tụi con xem cái gì đấy nhưng mà trong cái khoảng thời gian như thế nào, a very long time. Có thể tụi con coi TV hay là xem điện thoại, coi cái gì đó thì tụi con cũng phải dùng, phải xem một thời gian đúng không? Đâu phải là dòm cái là xong đâu, mà tụi con phải xem giống như là coi nó chuyển cái hành động, cái chuyển động ra sao luôn. Mình coi trong một khoảng thời gian cũng khá là dài đúng không? Ví dụ mình xem tivi nè, chứ mình đâu có nói là mình nhìn cái tivi. Mình nhìn cái tivi có nghĩa là tụi con nhìn lướt qua cái tivi. À, ví dụ cô vào nhà của một bạn nào đó đi, cái cô nói là oh, I can see a TV in your house. À, cô nhìn thấy được một cái tivi trong nhà của bạn nè. Thì là tình cờ trong nhà bạn có cái tivi, cô đi ngang vô, cô nhìn thấy nó thì cô nói là I can see. Hoặc là cô nói I'm looking at the TV right now. Cô đang nhìn vô cái TV này. Là ý của cô là cô đang nhìn vào cái TV. Cái TV á. Còn nếu mà cô nói là I'm watching, có nghĩa là cô đang xem, có nghĩa là cô xem những cái gì diễn ra trong cái TV đó, thì cô mới dùng cái chữ watch. Đó, đó là cái sự khác biệt chủ yếu giữa ba cái từ này: see, look and watch. Ok. Ok, next one. Thì những cái phần sau cô thì chỉ các bạn sau nha, những phần sau cũng rất là hay. Nó là thiên về ngữ pháp. Nếu mà bạn nào muốn chú trọng để mình dùng cho đúng á thì các bạn sẽ học thêm những cái này rất là hay. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ đi qua sơ để bây giờ các bạn làm quiz nè. The second sense, hearing. Hồi nãy mình có sight. Sight là cái sense đầu tiên đúng không? Là một cái giác quan đầu tiên. Thứ hai là hearing. Hearing là mình dùng cái gì mọi người? Ears. You use the ears, okay, to hear things. À, thì mình có giác quan thứ hai. Đây, mình dùng tai để nghe đúng không mọi người? Ừ, thính giác đúng không? Đó, tụi con dùng tai để nghe âm thanh nè. You use the ears, okay? For example, ví dụ cô mở cái đài lên đi. Cô mở cái đài lên đi. Đó, cô mở đài lên thì cô hỏi mọi người là mọi người nghe thấy cái gì? What can you hear? You hear? What can you hear? A radio. Yeah, a radio, right? You can hear the radio. Ah, good job. Ví dụ cô có tiếng trống thì là con nghe thấy cái gì? What can you hear, Duy? Drum. Yeah, you can hear the drum, right? Đúng rồi, mình có thể nghe được tiếng trống. I can hear the drum. Hear. Ở đây cũng có cái sự khác biệt của cái chữ hear với lại một cái chữ nữa là listen. Mọi người nhớ không? Listen to music đó. Thì hôm sau cô chỉ cho tại sao cả hai cái đều là nghe, nghe nhạc hay là nghe đài gì đó, tại sao mình lại có cái sự khác biệt trong cái sử dụng hai từ đấy, thì cô sẽ chỉ cho các bạn sau. Ok, thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô cái chung chung như vậy là được. Bởi vì hôm nay mình làm quiz cho nên là mình sẽ nhớ mấy cái này trước, hôm sau mình sẽ làm lại, mình sẽ học sơ lại một xíu nữa. The third sense is smell. You use the nose to smell, right? Khứu giác. À, mình có khứu giác đúng không? Khứu giác. Đó, thì tụi con có thể ngửi được cái mùi gì nè. Đó, ví dụ như vậy thì mình sẽ có khứu giác là dùng mũi. Ok. Những cái này thì cô để dành cho hôm sau cô dạy tiếp nha. Bây giờ mình đi sơ qua cả năm cái để mình làm quiz nè. The fourth sense is taste.
use the mouth, or you can say the tongue. Ah, to be more specific, you use the tongue. Okay, use the tongue. Thường thì mình nếm được cái mùi gì đâu, phải là mình dùng cái miệng, không phải là mình dùng cái miệng đâu, mà mình dùng thực ra là cái lưỡi đó. Tụi con nếm được cái mùi vị gì, đắng, chua, cay, ngọt gì đó là nó nhờ cái lưỡi của mình á. Use the tongue. Ở đây chắc là nhiều bạn cũng chưa biết chữ này đúng không? Tongue. Chữ này tụi con không đọc là tongue hay gì hết. Nó không phải là hai âm nha mọi người. Nó là một âm thôi. Tongue. 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 Okay? The tongue. We use the tongue to taste. Taste. Nếm. Nếm. Nếm mùi gì? Nếm mùi. Ăn cái gì tụi con phải nếm qua đúng không? Taste. Uh-huh. Đó. And cái này là mình để sau. Mình để sau ha. The last one, the last one, the last sense we have, touch, gọi là xúc giác, tiếp xúc này, tiếp xúc. You use the hands, right? You use the hands to touch things. For example, you use the hands to touch the dog. Nếu mà mình sờ vào cái gì, mình sẽ thấy sự khác biệt. Ví dụ con sờ vào cái lông con chó, con thấy là nó mềm mịn hay sao đó. Mình sờ vào con thỏ, mình sờ vào ví dụ như cái áo, thì mình cảm thấy cái áo nó khô, nó cứng gì đó, những cảm giác đó. Touch. Cái này là gọi là xúc giác đúng không? Mình dùng hands, ok? Đó, thì hôm nay các bạn chỉ cần biết những cái này thôi. Hôm sau thì cô chỉ tiếp cho mọi người những cái từ nào để mình dùng cho nó đúng, ok? Are you ready to do the quiz? Are you guys ready? Let's do the quiz, ok? Now, I want you guys to do the quiz with me. Wait me, let me turn on the quiz. Ở đây đáng lẽ là hôm nay cô định cho các bạn xem cái video nữa, nhưng mà cô chưa dạy hết kiến thức, cho nên là chắc là mình sẽ chưa xem được. Okay, but we use this one first. We're gonna do this one first. This one is easier. Chỉ cần các bạn nhớ cho cô những cái mà hồi nãy giờ mình vừa xem qua, có bao nhiêu giác quan, những cái giác quan đấy là gì, tên là gì. Rồi đối với những cái giác quan đấy thì con sẽ dùng cái bộ phận cơ thể nào đi kèm với cái giác quan đấy. Đó là mình đã làm được cái bài quiz này rồi. Đây là bài quiz mở đầu để cho mình học về những cái này. Sau này nó còn có những cái khó hơn, thế nó sẽ thiên về cái động từ. Tại sao mình lại dùng chữ see, tại sao mình lại dùng chữ touch, tại sao mình lại dùng chữ taste, mình dùng ra sao. Okay. Now let's do this one with me, okay? Wait me guys. Classic, okay? Chắc là cô sẽ không để hiển thị cô trả lời, bởi vì mình sẽ sửa bài, cho nên là mình sẽ làm thôi, nên là các bạn sẽ không cần biết là đáp án đúng hay là sai. Let me see còn cái gì nữa không nhé. Wait me. Okay, let's continue. Okay, guys, please wait me. I will send you guys the link in the chat box, okay? I will send you guys the link in the chat box. Bây giờ các bạn thì cứ làm bài trước, sau đấy thì mình có thể là chắc cũng không kịp thời gian để mình sửa đâu. Có thể là cô sẽ sửa vài câu thôi, hôm sau thì cô cho các bạn cô sửa bài tiếp cho các bạn rồi làm cho các bạn chơi thêm nhiều cái quiz khác nữa, okay? Now I'll send you guys the link in the chat box, okay? Please click the link for me. Các bạn click vào link và join the class nha. Here guys, this is the link. You guys can see the link now, right? Very fast, strawberry. You are very fast. Xuân Anh too. You guys are very fast. Waiting to play games, right? Good job, everyone. Wow, there are a lot of students today in our class. There are about 90 students. Hôm nay lớp mình rất là đông nè, có nghĩa là các bạn chơi với nhau là mình sẽ phải thi đấu với nhau nhiều hơn đúng không? Vậy là mình phải cố gắng làm bài vừa phải đúng mà vừa phải nhanh nữa thì mình mới có điểm cao được đúng không mọi người? 42, wow, very fast, a lot of you guys in the room. 48 now. Okay, let's wait for a few more minutes, okay? Wait for a few more minutes. 55, 56. Good job, guys. What about the other's friend? What about the other friends? Already. What about the others? What about the others? Wow, there are a lot of students in our class today.
let's wait for two more minutes, okay? Wait for two more minutes so your friends can join the room. Oh, what about the others, Juan? What about the others? 67? Yes, well done. Thầy vừa gửi link lại, bạn nào vẫn chưa vào được thì tụi con vào lại nha. Ok, bạn nào vẫn chưa vào được thì các bạn vào lại cho cô nha. I give you guys one more minute only, okay? One more minute, guys. Only 1 minute to join the room if you guys want to play games, okay? Đối với bạn nào mà mọi người học ở trên livestream thì các bạn có thể vào cái web này nè. Sau đấy thì các bạn nhập cái mã này cho cô là được, ok? Các bạn sẽ join, các bạn sẽ sử dụng cái web này. Sau đấy thì mình sẽ nhập cái mã này cho cô. Ok, guys. 74. Good job. Ok, the last minute, guys. The last minute. Only the last minute, ok? One more minute for you guys. One more minute to join the room. Okay, 76 already. I will start the game in about 40 more seconds, okay? 76 friends. Well done, everyone. There are still some more, right? Maybe some of you have a little problem with the internet. Mm-hmm. So you cannot join the room. Try to use your real name, okay? Or your nickname that you always use so that I can know who you are. Uh-huh. For example, I know Strawberry or Matson. I don't know his real name, but I know he is Matson. Okay, I will start the game in 10 seconds, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys, let's start. 80 students, 80 players. 4, 3, 2, 1, everyone. My day, you guys have finished the game, right? So please wait for your friends. Uh-huh. Please wait for your friends. Good job. Wow, a lot of you guys. It's mean that you guys have all correct answer, right? This one, 16, mean you guys have all correct answers, huh? So the best score is belongs to Zhang with 15,270. Right after you is Maxson. Như vậy là Hoàng Giang đứng top. Bây giờ các bạn này, mình chỉ làm hạng của mình là chốt rồi đó. Chỉ có những cái bạn nào mà mình đang chơi á, mình vẫn có thể phá được hạng của các bạn trên, đúng không? Maybe, maybe.
Maybe you guys can in the top 10. Great job. Wow, top 8. You guys have all correct answers. Good job, everyone. It's easy, right? This one is easy, huh? Good job, everyone. Congratulations, top 10. We have Hoàng Giang, Madsen, Mai Trang, Hải Đăng, Việt Phương, Phúc Nguyên, nè, Thái An. Wow, you're like a new student to me. Hoàng Giang, Nguyễn. Wow, you have. We have another friend named Hoàng Giang too. Strawberry, Hùng Dũng, nè, Minh, nè. Which man is it? Hùng, Khánh Nam, nè. Good job, everyone. Oh, most of you guys have finished the game already. Well done. I will wait for 1 or 2 more minutes, okay? Cô sẽ đợi thêm 1-2 phút nữa cho các bạn hoàn thành bài của mình nha. 1 or 2 more minutes. There are some friends here. Maybe you guys cannot enter the game. À, bạn có một số bạn ở đây. Để như vậy chắc là các bạn không vào chơi được, đúng không? Chắc là máy của các bạn bị lắc, cho nên là nó để như vậy nè. Okay, try your best, Tiến Đạt. Cô thấy Tiến Đạt cũng đang chơi nè. À, đang Tiến Đạt nè. Try your best, okay? I give you 1 more minute to finish the games. Lan Hương nè. Try your best, Hương. Try your best, okay? You can improve your rank by answer correctly for the next questions, okay? You too, Thang, you too, right? À, Duy nè. You are in the top right now. Try your best. À, Duy đang cũng đang tăng hạng nè. Wow, most of you in the top 40. You guys have finished the games. Well done. Okay, guys, I give you guys only 1 more minute, okay? Most of you guys have finished the game already. I give you guys 1 more minute. If you guys look at my screen, I think you guys already know who is the winner today, huh? It's Hoàng Giang. Good job. Well done, Hoàng Giang. You have all correct answer. It means you very fast. Ở đây rất là nhiều bạn, các bạn thấy không? Rất là nhiều bạn trả lời đúng hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà Hoàng Giang chắc chắn là phải trả lời bấm rất là nhanh thì bạn mới có điểm nhiều hơn. Cho nên là bạn mới đứng top 1. Còn những bạn còn lại, các bạn vẫn đừng trả lời đúng hết nè. Nhưng mà các bạn bấm không nhanh bằng Giang. À, cho nên là điểm của mình thấp hơn xíu. À, ví dụ như Madison cũng vậy. Thấp hơn có khoảng 60 điểm thôi. À, và các bạn sau cũng thấp hơn chút vậy đó. Mặc dù tụi con trả lời đúng hết đó. For example, anh Duy, you're in top 9 right now. Well done, good job. Ví dụ Phương Anh ở đây thì Phương Anh cũng trả lời đúng hết nè. Nhưng mà chắc là hơi bị chậm. Cho nên là điểm của con không nhiều bằng so với lại Duy. À, tuy là Duy đúng 13 câu rồi bị dừng lại, đúng không? Well done everybody, I will stop the game, okay? I will stop the game. Congratulations to Hoàng Giang. Good job, good job. She's very excellent, right? She have a lot of correct answers. Please wait. I think there's a problem with the internet, so it's kind of a little bit slow. Oh, let me turn on this. We don't have sounds here. Yeah, you can see you guys have, yeah, some a lot of you guys have the correct answers. Good job, Yui, even though you have one mistake. Or maybe 2, but you're still in the top 9. It means for the other one, you are very fast. Có nghĩa là câu, tuy là Duy có bị sai, nhưng mà Duy vẫn vào top được. Có nghĩa là Duy trả lời những cái câu đúng á, là Duy sẽ trả lời rất là nhanh đó. Cho nên là mình mới có cái điểm kia nó vớt lại cho mình. Okay, well done everyone. Good job guys. It's very easy, right? Now let's go through quickly these one, okay? Câu này cũng khá là dễ đúng không? Bây giờ các bạn đi qua lại cho cô về cái câu này. Oh, what's wrong? Cô lỡ bấm out ra. Wait, guys, wait me. Please wait me, okay? So for the next time, we will continue this one. Maybe I will give you guys another quiz similar to this one. Chắc là cô sẽ cho các bạn bài tập sẽ là một cái quiz nữa. Nó cũng tương tự với cái quiz này để mình ôm lại. Bạn nào mà làm sai nhiều thì tụi con có thể về và làm ôm lại những cái này. Okay, bây giờ cô đi sơ qua cho các bạn biết câu trả lời này. Đa phần thì các bạn thấy bài này cũng dễ, đúng không? À, this one. Okay, now I want one help, one friend to help me. Okay, one friend, can you help me? Ah, Hien Lu, please, can you help me? What is the answer for number 1? You smile with your, smile with what? Mình cười với cái gì, Lu? Can you turn on your mic? Can you turn on your mic? What about Diệu Linh? Can you help me? Can you help me? You smile with
With your what? And smile with your mouth. Your mouth, yeah, your mouth. Okay, good job, Lynn, well done. Cái chữ này các bạn nhớ là nó khác your là của cái gì đó của bạn á. Your mouth. Yes, good job. That's the correct answer. Well done. Next up. Let's invite one friend to help me. Okay, Minh Khuê, can you help me? How many senses do we have? How many? How many senses do we have, Khuê? Five senses. Yes, well, oh, can you name those senses? Khuê kể cho cô nghe được không? What are the senses? Do you still remember? Nhớ thế nào? Khuê cứ nói cho cô nghe hết. Mấy cái nào Khuê nhớ á? Which one do you remember? Mouth. À, mouth thì là miệng thôi. Còn cái khu, cái này là mình đang nói về giác quan. Ví dụ như giác quan thị giác này, thì mình sẽ có là gì Khuê? Sight. Sight. Yes, sites, right? Good job, well done. Tí nữa thì cô sẽ nói là cho Khuê. Khuê có thể về và xem là cái bài hôm nay là con sẽ biết được là bao nhiêu giác quan nè. I smell, smell. Lan Hương, can you help me? I smell with my what? Can you turn on your mic? Hương bấm vào cái nút màu xanh, nó có cái kiểu unmute đó. Hương thấy không? Có cái nút màu xanh, có cái kiểu unmute. Còn bấm vào đấy là cái micro của mình sẽ được mở lên. Unmute. The blue button. The blue one. Can you turn on your mic? Can you turn on your mic now? Okay, yes, yes. Yes, I smell with my... With my what? What is the answer, who? It's ear. Ears? Are you sure? Smell. Something delicious. Có cái gì ngon lắm nè. Thơm quá. Như vậy là mình smell nghĩa là mình ngửi đúng không? Ngửi thì có phải là ear không? With my what? With my? Nose. Again, nose. Chữ này Hương đọc cho cô là nose. Again, Hương, nose. Nose. Yeah, good job. So I smell, again, the whole sentence. Cả câu cho cô luôn Hương. I smell with my nose. I smell with my nose. With my nose. I smell with my nose. Yes, good job, Hương. Well done. Okay, two more. Hai câu nữa thì mình nghỉ nha. Mình sửa 5 câu thôi. Okay. Cái này cô lỡ mở rồi nên bây giờ cô nói luôn. I use my mouth. Tôi dùng cái miệng của tôi để taste. Ở đây là chỉ có chữ taste là hợp lý nhất. Để nếm. Nếm thử đó. Taste. Đó. Thì mình sẽ dùng miệng đúng không? Mình dùng miệng hay cô nói là dùng cái thân á. Dùng cái lưỡi thì để chính xác hơn. Okay, Tino, the last one. Can you help me? I what? I what, Tino? Hello, what is the answer for this question, Tino? What is the answer for this question? I what? I hear music with my music. Music? So you hear music with what? You hear music with my what? Ears. Good job, Tino. With my ears. Yeah, exactly. Thank you, Tino, so much. Yeah, with my ears. Con nghe nhạc bằng cái gì? Ở đây người ta dùng hear là chưa đúng lắm. Thì người ta chỉ muốn nói về cái từ chỉ giác quan cho nó đúng á. Chứ thực tế khi mà tụi con dùng nghe nhạc á, thì tụi con sẽ dùng cái chữ listen. Nếu mà mình lắng nghe nhạc cho một thời gian á, còn mình tình cờ nghe thấy tiếng nhạc thì nó sẽ là chữ hear. Mai mốt cô chỉ cho các bạn cho. Nhưng cái từ này rất là hay. Cô chỉ cho các bạn tại sao nó khác nhau. Okay. Well done, you guys. That's it for today's class. Thank you to you guys so much for joining the class. Okay, guys. Today we stop here. So for the homework, the old homework. If you guys have finished, please turn in here. Turn in the homework in the group. Okay. Bạn nào mà đã làm cho cô cái bài tập mà video giống như là Khuê này đó thì các bạn cứ nộp vào giống như là Phương nè. Cô chưa chấm nhưng mà cô sẽ chấm hết các bạn đừng có lo nha. Tối mai cô sẽ chấm hết bài cho mọi người. Bạn nào vẫn chưa nộp thì tụi con nộp nha. Còn bài tiếp theo thì chắc là cô sẽ gửi cho các bạn một cái quiz để các bạn làm. Okay, I will send you guys the quiz tomorrow. Okay guys, so make sure to do all of the homework. Okay,
Thank you guys so much for joining the class with me today. Thank you, everybody. Now, please say goodbye to your friends. Uh-huh. And then we can stop here. Right, let me turn on your sound. Okay, guys, say goodbye to your friends. Goodbye, teacher. See you guys on Monday. Goodbye, teacher. Thank you so much. Remember, goodbye, teacher. Bye-bye. Goodbye, teacher. Thank you guys so much. Bye-bye, everyone.